Hi, minasan, konnichiwa, xin chào tất cả các bạn, những người Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào mọi ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một ảnh. Hey, cô nồi, mày tuyệt vời sai. Rồi, đây là Minh đúng không các bạn? Và đây là giám đốc của Minh. Thì sao? Đúng rồi ha, giám đốc của Minh đang như thế nào các bạn? Đúng rồi, đang khen Minh. Thì đây là một cái câu chủ động đúng không các bạn? Là mình sẽ có câu là Buchowa minasan o homete imasu. Buchowa minasan o homete imasu là sao? Giám đốc là gì? Đang khen ngợi mình đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái thể mới, đó là thể bị động đúng không các bạn? Là gì? Được, bị hay cái gì đó ha các bạn? Thì bây giờ mình sẽ có chuyển thành từ câu chủ động chuyển sang câu bị động, là mình sẽ có mẫu câu là Minh san wa bucho ni homme rarete imasu. Hay, mo ichi do dekita sai. Minh san wa bucho ni homme rarete imasu là sao? Minh được như thế nào? Mình được giám đốc khen ngợi đúng không các bạn? Thì để hiểu rõ hơn cái thể bị động này thì chúng ta cùng nhau đi vào phần cấu trúc discuss. Hay. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học là thể bị động ukemike, tiếng Nhật của nó là ukemike discuss. Thôi, cái ý nghĩa của cái mẫu cấu trúc này là gì? Được về và bị về đúng không các bạn? Hay. Thôi, cái cách dùng của cái mẫu thể bị động này thì là đây là một cái câu bị động các bạn ha. Thôi, thể bị động trong tiếng Nhật là gì? Được sử dụng là gì? Để thể hiện tình trạng không thoải mái hoặc cảm thấy phiền toái đúng không các bạn? Nghĩa tốt cũng có sử dụng nhưng mà sao các bạn? Không nhiều ha các bạn ha. Thì thường là nghĩa tốt được sử dụng với mẫu câu là temoraimasu hoặc là tekuremasu nhiều hơn ha các bạn ha. Rồi, các bạn nên chú ý cái phần này, cái chỗ cách dùng này để mình sử dụng cái thể bị động này tốt hơn ha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi qua từng cái bước là gì? Từng cái nhóm một để chia cái thể bị động này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái động từ nhóm 1 các bạn ha. Thì động từ nhóm 1 này thì chúng ta chuyển tất cả ba nhóm này là từ thể từ điển sang thể bị động ha các bạn ha. Rồi, với những cái động từ đuôi ư và là thể từ điển, ví dụ như là kaku hay gì đó ha các bạn ha, thì chúng ta sẽ chuyển nó thành đuôi a, động từ đuôi a và thêm reru. Ví dụ như chúng ta cùng nhau đi qua những cái động từ ví dụ để chuyển sang từ thể từ điển sang thể bị động các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có là hanasu, thì chúng ta sẽ chuyển thành hanasareru desu ka. Rồi, chúng ta sẽ có cái động từ nói là yu, thì chúng ta sẽ chuyển thành đuôi a đúng không các bạn? Yu thì ư, đuôi ư thì chúng ta sẽ chuyển thành đuôi a là thành iwareru desu ka. Iwareru. Rồi, tiếp theo là kaku, thì chúng ta sẽ có là kakareru desu ka. Rồi, các bạn nói lại với mình ba cái động từ này nào. Rồi, hanasu chúng ta sẽ chuyển thành hanasareru, yu thì chúng ta sẽ chuyển thành iwareru, kaku thì chúng ta sẽ có là kakareru desu ka. Rồi, chúng ta cùng nhau đi qua động từ nhóm 2. Nhóm 2 thì đơn giản rồi các bạn ha. Thì ví dụ như mình có những cái không như là taberu, miru, oseru gì đó thì chúng ta sẽ chuyển thành thể từ điển đuôi ru, thì chúng ta sẽ chuyển thành rareru desu ka. Thôi, cùng nhau đi qua những cái động từ ví dụ các bạn ha. Chúng ta sẽ có là taberu thì chúng ta sẽ có là taberareru. Rồi, tiếp theo là miru thì chúng ta sẽ có là mirareru desu ka. Hay, tsugi wa oshieru thì chúng ta sẽ có là oshiereru, thì chúng ta sẽ cần cộng thêm cái đuôi rareru vào đằng sau các bạn ha. Taberu, taberareru, taberareru desu ka. Miru, mirareru. Oshieru, oshiereru desu ka. Desu ne. Rồi, chúng ta cuối cùng là sẽ đi qua cái nhóm thứ ba là gồm có hai động từ là suru và kuru. Thì suru thì chúng ta sẽ chuyển thành là sareru, kuru thì chúng ta sẽ chuyển thành korareru desu ka. Rồi, mình sẽ có một câu ví dụ là undo suru thì chúng ta sẽ chuyển thành gì nào? Đúng rồi ha, thì chúng ta sẽ chuyển thành undo sareru. Rồi, motte kuru thì chúng ta sẽ chuyển thành motte korareru desu ka. Rồi, các bạn cùng nhắc lại giùm mình hai cái mẫu câu ví dụ này nào. Hay, undo sareru motte korareru desu ka. Rồi, các bạn đã nắm rõ hơn cái cách chia cái thể bị động này của ba nhóm này chưa nào? Rồi, để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau đi qua cái phần ví dụ hơn các bạn ha. Discuss. Thôi, các bạn nhìn thấy đây là gì? Đây là đứa con gái đang bị gì? Mẹ mình sao? Mắng đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ gì? Cái câu chủ động của nó là gì? Okasan wa musume san o shikatte iru. Tại sao? Người mẹ này gì? Đang mắng con gái của mình. Thì chúng ta sẽ chuyển thành câu bị động, thì chúng ta sẽ chuyển như thế nào ta? Đúng rồi, thì mình sao? Mình sẽ nói là Kodomo wa okasan ni shikarareteiru.
là sao? Người con đang bị như thế nào? Đang bị mẹ của mình la mắng luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ có một câu là Kodomo wa okasan ni shikararete iru desu ka? Hay, mou ichi do yatte kudasai. Kodomo wa okasan ni shikarete iru. Hay, ii desu ne. Rồi, tsugi. Rồi, để hiểu rõ hơn cái thể bị động này thì chúng ta cùng nhau đi qua một cái mẫu ngữ pháp đi chung với nó các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có là danh từ cộng cho wa và cộng cho thể bị động các bạn ha. Rồi ý nghĩa của nó là gì các bạn? Là gì? Được về là gì? N thì được về đúng không các bạn? Danh từ thì được về. Rồi cái cách dùng của nó là gì? Sử dụng trong trường hợp chủ thể của hành động không quan trọng hoặc là gì? Không cần nhắc đến và lúc này sự vật trở thành chủ đề trong câu ha các bạn ha. Rồi các bạn nhớ chú ý cái cách dùng này ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ có mẫu câu là danh từ quá cộng cho động từ thể bị động. Rồi để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau đi qua mẫu câu ví dụ. Rồi các bạn nhìn thấy cái tấm poster này đúng không các bạn? Thì đang có như thế nào? Đúng rồi ha, đang có lễ hội là Sakura Matsuri desu ne. Rồi được tổ chức ở đâu các bạn? Đúng rồi ha, được tổ chức tại công viên Asakura Koen de, đúng không các bạn? Rồi thì cái động từ okonawaremasu là gì các bạn? Đúng rồi ha, chia thể bị động đúng không các bạn? Là được gì? Cái lễ hội Sakura thì được tổ chức tại công viên Asakura các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có một câu là Sakura Matsuri wa Asakura Koen de okonawaremasu desu ka? Hai, mou ichi do yatte kudasai. Sakura Matsuri wa Asakura Koen de okonawaremasu desu ka? Đây là cái lễ hội Sakura này được tổ chức tại công viên Asakura desu ka? Hay, desu ne. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái thể bị động này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Nếu các bạn nào được 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kondo negai shimasu.